Vài năm trở lại đây thì nhiều nông dân tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình đã lựa chọn phát triển cây vụ đông gắn với phát triển du lịch bằng cách tạo ra những cánh đồng có nhiều loại hoa khác nhau, thu hút du khách đến tham quan và chụp hình. Cách làm này đã mang lại nhiều nguồn thu nhập cao cho nông dân địa phương, mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp. Cuối tháng 11, đầu tháng 12 là thời điểm các loại hoa trên cánh đồng thôn Hội Kê, xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình vào dịp nở rộ với đa dạng loại hoa từ hoa cải, hoa hướng dương đến những loại hoa được coi là đặc sản của vùng cao Hà Giang như hoa tam giác mạch. Mặc dù ở vị trí xa trung tâm, nhưng xã Hồng Lý vẫn thu hút đông đảo du khách gần xa tìm về tham quan. Đây là lần thứ hai em xuống và em thấy ở đây rất là vui, không khí thì trong lành, hoa thì rất là đẹp. Em mong thì cánh đồng này vẫn sau đấy vẫn mãi giữ được nét này của xã Hồng Lý này. Vụ đông thì là vụ kiếm thêm, nhưng thực sự là đến thời điểm bây giờ nó là một trong những cái vụ mùa chính của bà con. Thực sự là những cái thu nhập của ngày chủ nhật vừa rồi ấy, thì bọn em cũng bằng một, thực sự là một ngày thì cũng bằng một tháng lương để đi làm. Thì nó cũng khoảng độ 200-300 khách. Có những nhà thì người ta có thể thu đến 500-700 khách. Thay vì phương thức truyền thống như trước kia là trồng cải lấy hạt, thì nay nhiều nông dân lựa chọn trồng cải vừa lấy hạt vừa phục vụ cho khách du lịch. Với mức giá từ 10 đến 20.000 đồng mỗi lượt khách vào vườn. Trung bình mỗi vụ nông dân thu lãi từ hoạt động du lịch này từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi sào. Nếu mà muốn phát triển du lịch lâu dài thì là bên hợp tác xã hoặc là huyện có cái hướng như thế nào để mà tìm được cái nguồn đầu ra cho bà con. Ví dụ như là cái hạt hoặc là ấy thì là bà con lại còn có cái khí thế để mà gieo trồng thêm sang năm sau. Trong những năm tới thì chúng tôi muốn là tiếp tục vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, phải có cái quy hoạch vùng sản xuất, đặc biệt là để cho nó khỏi manh mún, sau đó thì tổ chức thực hiện. Cái thứ hai nữa là tiếp tục kêu gọi cái vốn đầu tư của doanh nghiệp và nhà nước hỗ trợ cho Hồng Lý làm sao mà về hệ thống giao thông thủy lợi, đặc biệt là cái hệ thống tiêu úng. Xã Hồng Lý có khoảng 60 hecta với trên 500 hộ dân tham gia phát triển mô hình cây vụ đông gắn với phát triển du lịch. Mô hình này đang trở thành điểm sáng và lan rộng sang những địa phương khác với những hình thức phát triển dựa trên thế mạnh nông nghiệp khác, tạo ra thu nhập cao hơn cho bà con nông dân. Đây cũng là mục tiêu chung của tỉnh Thái Bình trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và là giải pháp đột phá của địa phương trong tương lai.